Đây nè, bà lão ở nhà báo bà, cái này cái máy vắt nước cốt dừa này nha, vắt sạch dữ lắm. Ngày kiếm được ba bốn chục mừng già mừng khúc. Bữa nay trăm hơn trăm à. Cả trăm ngàn. Lão nạo dừa nè, tội nghiệp không? Đó. Ngày kiếm được trăm ngàn. Nhưng mà biểu người cũng nghĩ đó. Ba chủ nhà này đó, đại gia đó. Ngày cả trăm ngàn, nãy rồi là hết ba trái rồi. Ngày ngày được cả trăm ngàn, bà mừng húm cho nó ghê không? Mấy chục hà, bà mới khoe, bà trả bà nay bữa này được ba bốn chục, có một chục bà mừng cho. Bà nói như ngày, phần đủ lắm, hụn trăm rưỡi rồi rồi. Đây là xung minh bà hôm mới làm cái này nè. Tôi hôm mới làm mấy bờ kè, cái tường này mà làm cái nó bị lúng nó hở. Đây nhà bà Hai đây. Quay cho biết nhà này nhà từ nhỏ thì sống đây nha, rồi giờ quay cho biết cái nhà bên đây qua nhà bên kia. Thôi con về bán ạ. Mày cho tao gửi này xách ra ngoài con mới ta nha. Anh tan chạy anh về mày xách chi gọi tùm lum. Nó đi về nó chuẩn bị nó đi. Nó đi về rồi. Nó đi đi khám bệnh. Ừ. Nãy mấy bên ta phải nhà nó về bên ta trái. Bên ta trái là trường học. Tôi mất, tôi sợ đem về này cho ba. Đâu, cái mai nè 3 tỷ. 3 tỷ không bán, mày trời ơi. Mẹ mai nhiều không mẹ, còn cái nào nữa không mẹ. Để ở ngoài cửa đường á, tôi sợ mất tôi đem về đó. Cái mai 3 tỷ nó không bán đó. Nó biết nó bán cho ai nữa. Đi bên đây là trường học nè. Rồi bên đây là đi cây cầu cá chạy ra đi nha. Có ai biết cây cầu cá hay không? Đây là cây cầu cá nha, thời tới bây giờ vẫn còn đó. Biết cây cầu cá chưa? Đây đối diện với nhà tôi đây có cây cầu cá. Bây giờ không kiếm cây cầu cá là hơi bị khó đó. Cái này bữa hôm mình về sình nước ngập sình lắm, mình mới đổ đá cho. Đi vô nhà đây cũng là của hàng khóm luôn. Thôi rồi giờ chạy từ nhà cũ về nhà mới nha. Từ nhà mẹ qua nhà ba. Nhà mẹ qua nhà ba đúng rồi đó. Nói với ai cũng cười, tại sao về nhà mẹ rồi nhà ba. Không hiểu thì để cho không hiểu. Không. Cái tóc của tao á, cái đầu tao dầu, mồ tóc dầu. Mỗi ngày mỗi gọi mà nó ướt lên mới gọi đó, chứ nó ướt ướt rồi là hồi nó đứt dịch hà, cho nên phải đội cái đó. Đây là nhà của ông cậu thứ 11. Đây họ hàng không? Thứ 10 thì bán luôn. Không hú được ra được ra hả? Bấy ra. Hả? Không, bấy rồi đi vậy. Mama! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ, ướt hết rồi. Chạy đua nè, chạy đua nè. Lên, lên, lên. Nhanh lên, nhanh lên, còn phải trước rồi đó. Trời mưa gió vậy đâu hả? Mưa gió ở đâu hả? Đây. Nhà gì thứ 8. Đây là cái nền của bà gì thứ 4. Ở giữa. Bà gì tới nhà mình rồi đây. Về tới nhà rồi. Mừng quá. Chồng tôi đây. Vợ về tới nhà chồng nước mừng kìa. Tôi cũng bị quay nữa trời. Đây. Ông anh có nghĩa đây. Quay lần cuối à. Quay lần cuối à. Ở nhà tôi đi nha bà con. Rồi thôi tới đây nha. Mua Việt Nam đó.